Xin chào tất cả mọi người, quay trở lại với kênh về xe Jeep của Duy. Thì hiện tại là Duy đang là công tác tại Jeep Việt Nam Automobile. Thì như trong những cái video lần trước, Duy đã nói rất là nhiều về dòng xe Jeep Wrangler. Thì hiện ở Việt Nam, Jeep Wrangler đang phân phối 3 cái phiên bản chính. Đó chỉ là phiên bản Jeep Rubicon, Jeep Wrangler Sahara và dòng Jeep Sport. Thì trong Sport này nó chia ra là dòng Wheelie và Islander. Thì hai cái dòng cao cấp, trung cấp và cao cấp kia Duy đã nói rồi ở những cái video trước, tất cả các anh chị và các bạn có thể xem lại video đó. Và vì trong video hôm nay Duy sẽ giới thiệu đến mọi người cái dòng phiên bản Sport, hay còn gọi nôm na rõ hơn đó chính là cái phiên bản Wheelie đang đứng kế bên trái của Duy đây. Và chúng ta cùng nhau xem cái phiên bản này nó có khác biệt gì so với những phiên bản kia, hay là những cái trang bị gì có trên cái phiên bản Wheelie này. Nhưng trước khi vào cái phiên bản Wheelie này thì chúng ta đầu tiên chúng ta nói về giá của chiếc phiên bản này trước. Thì phiên bản Wheelie này đang có mức giá trên thị trường ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại là mức giá là 3 tỷ 356 triệu đồng. Giá này thì chưa bao gồm tất cả các chi phí lăn bánh cũng như là các cái chương trình ưu đãi của đại lý dành cho khách hàng. Thì để biết thêm về những cái chương trình ưu đãi thì hãy liên hệ trực tiếp cho Duy qua số hotline ở phía bên phải màn hình này. Duy sẽ hỗ trợ cho tất cả mọi người một cách chi tiết nhất, cũng như là báo giá lăn bánh tại đúng cái tỉnh thành mình mà khách hàng đang sinh sống. Đó là mức giá là 3 tỷ 356 triệu. Đây là mức giá niêm yết, chưa bao gồm chi phí gì cả. Thì vào phía bên trong cái chiếc xe Wheelie này thì đầu tiên chúng ta phải suy nghĩ về cái phần đầu xe trước. Duy sẽ nói về cái phần đầu xe. Thì chiếc Wheelie này nó vẫn được trang bị là hai cái cụm đèn full LED giống như bao những dòng xe Wrangler khác. Đó, cái phiên bản này vẫn trang bị hai cụm đèn full LED dạng kiểu projector, có cái chức năng là auto mở đèn hoặc là liếc theo góc đánh lái. Đây là cái cụm đèn. Cái thứ hai nữa là cái dòng Jeep thì từ đó tới giờ nó rất là đặc trưng ở cái phần thể hiện cái logo của xe. Thì chiếc dòng Jeep nó sẽ không có cái logo giống như bất kỳ một cái hãng xe nào nằm phía trên cái nắp capo như thế này hoặc nằm ở giữa như thế này, mà cái logo đặc trưng nhất của Jeep là nó thể hiện cả luôn cái mặt kha lăng của xe với hai cái cụm đèn nằm hai bên và bảy cái thanh dọc xuống như thế này. Đây là cái biểu tượng của xe Jeep từ trước tới giờ, từ năm 1941 tới giờ luôn, không chỉ riêng thời điểm dòng Jeep hiện tại, mà đây chính là cái ADN của cái dòng Jeep tại Việt Nam. Đó. Thì xe thì vẫn được một trang bị một cái cản phía trước như thế này. Thì như những cái video trước thì Duy cũng nói rồi, cái cản này là phía ngoài, bọc ngoài là bằng nhựa, chất liệu là nhựa. Nhưng Jeep rất là nổi tiếng ở cái khung gầm sexy. Thì cái khung gầm sexy nó sẽ đi ra, nó sẽ đưa, nó nói liền ra tới cái phần cản luôn, tới cái vị trí này, nó nằm ở chỗ này. Phía trong này là một cái thanh thép rất là lớn để chịu lực, cũng như là tạo một cái điểm rờ móc để kéo chiếc xe mình nếu trong cái trường hợp bị lầy, hoặc là bất kỳ một cái trường hợp nào cần cái cứu hộ thì có thể dùng hai cái rờ móc này. Và cái khung sexy, cái cản phía trước này nó sẽ nói liền với cái khung sexy luôn, tạo cho cái chiếc xe nó có độ cứng vững chắc hơn để bảo vệ cái đầu xe. Nếu mà có vấn đề va chạm thì chỉ ảnh hưởng tới cái phần này thôi, nó không vào tới cái phần trong này, tại vì nó đang rất là dễ hư hỏng, khi có va chạm là rất là dễ hư hỏng. Đó là một cái tính năng bảo vệ rất là đáng có trên cái những cái dòng off-road như thế này, mà hiện tại là chỉ Jeep mà thôi. Thì xe thì sẽ được, vẫn như dòng xe khác thì sẽ được mở nắp capo hai bên như thế này thôi. Đấy, nắp capo hai bên như thế này, Duy có thể mở xem. Đó, mở hai bên, mình nhấn xuống, mở ra. Phía dưới này nó sẽ một cái lẫy gạt ngang. Đấy, đây là cái khối động cơ của chiếc Jeep Wrangler. Thì Jeep Wrangler này nó sẽ được trang bị cái động cơ là 2.0 turbo, hay gọi là 2.0 tăng áp á. Thì nó cho ra công suất là lên tới là 270 mã lực và moment xoắn cực đại là 400 Newton trên mét. Thì ở Việt Nam hiện tại sẽ có rất là nhiều khách hàng, những anh chị khi mà nghe tới cái thông số 2.0 turbo này, đối với một chiếc xe địa hình thì có thể chê chiếc xe này nó yếu, nhưng thực tế nó không phải như vậy. Hiện tại là tất cả các cái hãng xe nghiên cứu hiện đại bây giờ nó phải chuyển sang turbo
để làm giảm cái xung tích xi lanh xuống, nhưng mà công suất nó vẫn lớn, để nhằm tiết kiệm nhiên liệu. Cái thứ hai là giảm đi cái chi phí thuế áp dụng trong cái dung tích xi lanh đó. Cái kế tiếp nữa là ở Việt Nam mình hiện tại thì cái dòng 2.0 turbo với công suất 270 ngựa của dòng siêu năng lơ này là cái công suất hầu như là lớn nhất trong cái phân khúc 2.0 này rồi. Hiện tại là đối với kể cả những cái dòng xe 7 chỗ cỡ lớn như là Vonage, Terramon, thậm chí là Ford Explorer thì tầm khoảng 220 mã lực đảo xuống thôi, nó vẫn là động cơ 2.0 turbo nhưng mà tầm khoảng 220 đảo xuống thôi, không bao giờ lên tới 250. Nhưng cái dòng Jeep Wrangler này 207 là cực kỳ an tâm cho tất cả anh chị đi off-road. Thì có cái điều rất là đặc biệt là dòng Jeep Wrangler này nó có khả năng lội nước lên tới là nói nôm na theo thông số kỹ thuật là 800 mm, nhưng mà sẽ có rất là nhiều khách hàng độ thêm ống thở thì nó sẽ tăng được cái khả năng lội nước lên tí nữa. Nó sẽ nhờ vào cái vị trí lấy gió ở chỗ này. Dòng Jeep thì lấy gió ở rất là cao nên khả năng lội nước nó rất là cải thiện. Nó lấy vị trí này, không giống như những dòng xe khác thì lấy ở trước này, nhưng mà Jeep Wrangler lấy vị trí này và cái ống thở nó sẽ nối lên đây, đây, để tạo nên cho mình một cái sức lội nước tốt hơn. Đấy, gì đóng lại đây, đóng lại như thế này thôi, đơn giản. Đấy, sang bên phần hông xe thì chiếc Jeep Wrangler nó sẽ được đối với phiên bản Wheelie này nó sẽ được trang bị cái bộ mâm 17 inch với cái lớp kiểu AT như thế này. Đấy, lớp AT là sao? Là cái lớp sẽ dạng hỗn hợp hơn, tức là mình vừa đi đường trường được, mình vừa đi off-road được, nó không chuyên bất kỳ một cái cung đường nào cả. Nó không giống như dòng Rubicon là chỉ chuyên để đi off-road thôi. Còn cái phiên bản này nó sẽ giúp cho bạn là đi được cả hai. Nhưng mà theo Duy đánh giá thì bề rộng của cái lớp này nó khá là nhỏ, nên cái khả năng bám đường thể hiện cái sự mạnh mẽ của chiếc xe hầu như nó yếu hơn. Đa số những khách hàng của Duy nó thay những cái lớp cũng như là cái kiểu la răng khác để làm cho chiếc xe nó ngầu hơn, phù hợp hơn với cái thân hình của chiếc xe mình. Đấy, sang bên đây thì cái dòng Jeep nó sẽ phân biệt ở chữ là Jeep Wrangler Unlimited. Đấy, là dòng 4 cửa đó. Sang phần hông xe thì Duy cũng nói luôn một tí là về cái đặc trưng của cái dòng Jeep Wrangler, là đặc biệt là dòng Jeep luôn, là mình có thể tháo rời mui, tháo rời cửa, tháo rời kính như thế này. Và cái DN quan trọng nhất của Jeep Wrangler là những cái bản lề nó sẽ đặt bên ngoài như thế này, nhìn cái hình dáng rất là thô nhưng mà nó toát lên cái sự mạnh mẽ, sang trọng và tạo ra một cái chất riêng dành cho những cái người sử dụng cái dòng xe này, không bao giờ đụng hàng với ai cả. Đó, thì khi mà mình cần tháo mui thì chỉ cần lấy bộ đồ nghề mà tháo hai con ốc này ra thôi và dỡ cái mui đi, dỡ cái cửa đi. Đó, kể cả cái mui này cũng vậy. Đó, còn một số dòng xe thì có thể là lắp cái ống thở thì mình chỉ tháo hai con ốc này ra và lắp ống thở vào vị trí này, không cần phải khoan đục. Tại vì trong cái trường hợp mà nếu sau này bạn đã lắp ống thở rồi mà bạn muốn quay trở lại về zin thì chỉ cần tháo thở ra gắn hai ốc này vào thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì tới cái hệ thống của xe. Xe thì sẽ được trang bị dòng phiên bản này, nó sẽ không có cái bệ bước chăn và sẽ được cái trang bị một cái thanh cặp Rockshell hai bên như thế này đó, để bảo vệ cái lườn xe. Và chúng ta sang phía đuôi xe. Đây, phía đuôi xe thì vẫn là một cái lớp dự phòng thứ năm, nó sẽ giống như bốn cái lớp kia của xe. Đấy, nó sẽ giống như bốn cái lớp kia của xe và gắn ở vị trí này. Nó có xe, mỗi chiếc xe nó sẽ có một cái bao chùm lớp sẽ đi theo xe của mình. Đấy, bao trùm lớp đi xe và cái camera lùi cũng như là nó sẽ đặt ở vị trí này, phía sau cái lớp xe nó đặt ở vị trí này để mình tiện để quan sát hơn. Đó, và tất cả tuy là một chiếc xe mà nhìn nó rất là cổ điển nhưng mà những cái tính năng an toàn, những cái tính năng hiện đại trên xe nó đều có hết. Ví dụ như camera lùi, cảm biến, đây cảm biến va chạm đây đó, khi mình lùi xe đều có cảm biến hết đó, đều rất là hiện đại. Kể cả là hệ thống đèn phía sau đều là full LED hết,
nó như vậy. Đấy, bây giờ Duy mở cốp ra thử. Mở cốp thì mình vào vị trí này. Đó. Mở cốp. Này. Khoang cốp rất là rộng. Theo khoảng là lên tới 600 lít. Có thể để được khoảng là 2 đến 3 cái vali rất là lớn. Để xem cái vị trí cốp như thế này. Và mình đi 5 người. Phía sau thì sẽ có một cái cổng sạc 12V. Như thế này. Cổng sạc 12V. Đó. Và một cái hệ thống lo súp nằm bên hông. Đấy, lo súp nằm bên hông. Còn phía dưới này thì nó sẽ trang bị cho bạn một cái hộc để chứa những cái dụng cụ dự phòng. Thứ hai là vị trí để bạn mà để những cái con vít khi bạn tháo này. Trên đây nó để chữ này, khi bạn tháo cửa ra thì những con vít bạn phải để vô đây để bảo vệ được cái sự an toàn, không bị rơ mắt của những cái vít, hoặc là những bạn tháo mui thì để bên này, nó đều có để chữ bạn hướng dẫn sử dụng hết. Đấy, con đội thì nằm phía dưới. Đấy, xe được trang bị đầy đủ hết như thế này. Đó. Thì cái phần cốp này sẽ có rất là nhiều khách hàng độ cái con này theo ý thích. Ví dụ mình lắp một trail rail ở chỗ này để mình để bánh, để nước, khi mà mình xuống xe mình mở ra mình ngồi camping ở phía sau đó, rất là ok. Di đậy lại. Đó là sơ lược tổng thể về phía bên ngoài nội thất của xe. Đấy, phía dòng Willy này thì cái nắp xăng nó sẽ được phơi ra như thế này, nó sẽ không giống như các cái phiên bản khác là sẽ có cái đồ đậy. Thì tại vì dòng này nó theo thiên hướng sport mà, bạn có thể độ bất cứ thứ gì, hoặc là bạn để chằng như thế này, nó tạo cho bạn một cái nét chơi riêng cho mỗi cái phiên bản, mỗi cái dòng xe. Và cái phiên bản này nó đi theo không phải là giá tiền để phân biệt từng cái phiên bản, mà nó đi theo chính cái mục đích sử dụng của bạn, chính cái sở thích chơi xe của bạn như thế nào. Đấy, nắp xăng này nó sẽ khác biệt một tí. Đó, cái này vẫn độ được nha. Tức là tất cả các cái tính năng trong xe này bạn có thể độ được bất kỳ thứ gì nếu bạn thích. Duy sẽ hướng dẫn cho bạn. Đấy. Duy đã tổng kết sơ lược ở phía bên ngoài ngoại thất của dòng Willy, Jeep Wrangler Willy với giá là 3 tỷ 356 triệu. Nếu mà tất cả mọi người đang có cái thắc mắc gì về cái dòng xe này, hãy comment cho Duy hoặc gọi cho Duy qua số điện thoại ở phía bên phải màn hình này. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phía bên trong nội thất xem nó có những gì nhé. Rồi, xin mời. Thì vào phía bên trong nội thất của xe thì Duy sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người những cái chi tiết đáng có cũng như là phân biệt giữa cái dòng xe Willy này đối với những cái phiên bản khác của dòng Jeep Wrangler. Thì đầu tiên khi bước vào nội thất sẽ có rất là nhiều anh chị và các bạn khi gặp cái dòng xe Wrangler này sẽ nói đầu tiên là tại sao một cái dòng xe gần 4 tỷ lăn bánh nhưng vẫn xài ghế nỉ cũng như là ghế cơ. Đây, ghế cơ. Đấy. Ghế cơ. Duy cũng giải thích luôn cho mọi người như thế này. Tức là thứ nhất là về ghế nỉ thì đây là một cái kiểu option trên cái dòng xe, trên cái phiên bản này rồi. Thì đối với phiên bản Willy thì option của cái dòng Willy này nó sử dụng cái trang bị là ghế nỉ. Thì bạn có thể bọc lại cái sở thích của mình có thể bọc lại bất kỳ cái loại da nào bạn thích, hoàn toàn đều có thể bọc được. Thậm chí là bọc một cái ghế da kiểu Maybach, Mercedes chẳng hạn lên cái thành ghế của chiếc Willy này vẫn được. Đây là một, Duy đã nói ngay từ đầu là phiên bản này là phiên bản dành cho bạn theo kiểu độ, theo kiểu mục đích sử dụng, nên tùy bạn thích như thế nào bạn có thể thay đổi nó. Còn về cái phần ghế cơ thì nôm na như thế này, khi bạn đã sở hữu một chiếc xe cực kỳ luxury rồi thì chiếc xe Jeep này nó không phải theo thiên hướng luxury mà nó theo thiên hướng cổ điển, cổ điển hoàn toàn, nên nó vẫn trang bị một cái ghế cơ để mang cái dấu ấn của nó. Và khi mà bạn lên xe bạn chỉnh ghế thì chắc chắn một điều là không quá 30 giây để bạn chỉnh ghế xong rồi, thậm chí là dùng điện thì bạn cũng không cần dùng nhiều nữa thì cơ nó cũng sẽ không có. Nó là cái option thôi, bạn có thể nâng cấp được. Nhưng mà theo cái kiểu thiết kế của nhà sản xuất thì cái nội thất của xe nó hạn chế hệ thống điện. Bởi vì sao? Bởi vì khi bạn mở hết cửa, hết mui ra mà chờ mưa xuống là bạn có thể mặc áo mưa chạy luôn,
không cần phải lo lắng cái gì cả. Thì bởi vậy khi mà nó làm cái ghế này thành điện thì chắc chắn sẽ có cái ảnh hưởng là khi mưa xuống sẽ rất là dễ bị lỗi ở cái phần điện của ghế. Đấy, nó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba là đây là một chiếc xe duy nhất bạn có thể xịt rửa nội thất một cách thoải mái giống như xịt rửa ngoại thất của mình. Và tất cả hệ thống điện trong xe này đều chống nước 100%. Bởi vậy nếu mà làm ghế điện thì nó sẽ đi điện xuống sàn thì rất là ảnh hưởng đến cái phần xịt rửa của bạn không đúng theo cái tiêu chí off-road. Và cái sàn xe của chiếc Jeep Wrangler này nó sẽ có 6 lỗ thoát nước cho mình luôn theo kiểu van một chiều, tức là chỉ từ trên xuống thôi, từ dưới lên không được. Nên khi mà bạn có trường hợp là xịt rửa sàn hoặc là bị ngập nước mà vô tình trời mưa mà làm ngập cái sàn trong xe bạn thì bạn có thể thoát nước được luôn mà không ảnh hưởng bất kỳ một cái vấn đề gì của xe cả. Đó chính là lý do mà nhà sản xuất thiết kế đây là cái ghế cơ đấy. Và bây giờ chúng ta cùng vào xem tận cảnh những cái chi tiết phía bên trong cái nội thất của xe nó có những cái gì nha. Xin mời. Vào bên trong cái khoang nội thất của chiếc xe Jeep Wrangler này thì về cơ bản tất cả những cái tính năng trong cả 3 phiên bản của Jeep Wrangler nó đều hoàn toàn giống nhau cả. Vẫn được trang bị các cái hốc gió sẽ xoay 360 như thế này. Đấy, vẫn được trang bị hốc gió 360, màn hình 8.6 inch. Đó, như thế này. Và có kết nối được Apple CarPlay, Android Auto hoặc là Bluetooth FM, tức là bất kỳ một cái kết nối của những cái điện thoại hiện đại nào đều bạn đều có thể kết nối được hết. Thậm chí cái màn hình này nó sẽ được trang bị thêm cho bạn một cái hệ thống là navigation, tức là một cái hệ thống bản đồ riêng cho xe luôn, mà bạn không cần phải kết nối điện thoại vẫn sử dụng được cái bản đồ này. Đây, như thế này. Đó. Bản đồ chỉ đường rất là tiện lợi. Rồi, kế tiếp là xe sẽ được trang bị hệ thống điều hòa hai vùng độc lập, tức là bên đây của Di sẽ chỉnh riêng và bên đây người phụ sẽ chỉnh riêng hoàn toàn. Đó, ở vị trí như thế này, một là mình có thể nhấn vào nút nhấn, hai là bạn có thể điều chỉnh trên cái màn hình bất kỳ một cái sở thích nào bạn thích. Đó, tất cả hệ thống mà lên xuống kính nó sẽ được tập trung vào phía bên trong giữa như thế này. Tại vì sao? Tại vì cái phần cửa của bạn, như Di đã nói rồi, chiếc xe này bạn có thể tháo ra bất kỳ một cái chi tiết nào thì cái phần kính nó sẽ tập trung ở vị trí này. Như đó, đây là các cái cổng để sạc điện thoại Type C hoặc là USB ở vị trí này, tẩu thuốc đó. Và sẽ có rất là nhiều người hỏi là tại sao chiếc xe này có hai cái cần số. Đây, cái cần số bên đây là một cái hộp số tự động 8 cấp như bao những dòng xe khác rồi, rất là to và có cái ký hiệu của một chiếc Jeep 1941. Đây là một cái ông tổ của chiếc Jeep Wrangler này. Đây, còn hộp số phụ bên đây thì sao? Đây là hộp số để bạn có thể chuyển đổi cầu, tức là chuyển đổi cái tỷ số truyền làm sao cho chiếc xe mình vượt cái địa hình nó sẽ tốt nhất. Ví dụ như 2H thì bạn sẽ chỉ chạy được một cầu, 4H auto thì là chạy hai cầu nhưng mà chế độ auto, còn 4H part time là dạng chế độ bạn sẽ chạy hai cầu luôn nhưng mà ở tốc độ những cái cung đường có thể nhanh một tí, không quá chậm. Còn 4L là chạy hai cầu nhưng ở tốc độ cực kỳ thấp. Anh quay rộng như vậy nè nó mới thấy, chứ nếu mà kê sát là nó bắt cái định vị không nổi đâu. Anh chiếu chuối xuống. Rồi, kế tiếp đây là cái giới thiệu cho bạn là cả hai cái cầu xe. Thì cái phần táp lô của xe thì nó sẽ được thiết kế theo kiểu ngang như thế này và sẽ có cái màu xám ở cái phần táp lô. Nó sẽ phân biệt ở mỗi cái phiên bản, ví dụ như Rubicon thì nó sẽ là màu đỏ, phiên bản giữa Sahara thì nó sẽ là màu đen, còn đối với phiên bản Willy thì nó sẽ là màu xám như thế này và nội thất là màu đen. Đấy, hệ thống lo của xe thì sẽ được trang bị là 8 lo và một sub on by, một sub on by. Thì hệ thống lo thì nó đều giống như tất cả các phiên bản khác, nó đều nằm ở trên những cái thành như thế này, nằm ở phía trước như thế này, hoặc là những trên cái khung sườn như thế này. Đấy, khung sườn. Đây, kế tiếp vô lăng của xe thì sẽ được trang bị một cái vô lăng theo kiểu thể thao như thế này,
nhìn rất là, nếu mà theo Duy thì cảm giác rất là vừa tai, nhưng mà nó khá, cái kích thước bề bề ngang của xe, của vô lăng thì nó khá là nhỏ đó, so với cái thể hình của chiếc xe. Trên đây thì có xe có một số nút bấm như là chế độ Cruise Control đấy, hoặc là chế độ Adaptive Cruise Control, tức là follow, giữ khoảng cách với xe phía trước đấy, cả hai chế độ. Kể cả là trên cái phần gương nó cũng sẽ có thêm một cái chế độ gọi là cảnh báo điểm mù ở hai cái gương của mình luôn đấy. Tuy là một chiếc xe phía bên ngoài nhìn rất là cổ điển, nhìn rất là cũ, nhìn theo kiểu phong cách cổ điển, thiếu đi cái sự hiện đại, nhưng mà những cái tính năng bên trong chiếc xe đều theo kiểu hiện đại và an toàn nhất rồi. Sử dụng là hai cái màn hình analog hai bên kim, và ở giữa thì là một cái màn hình digital thể hiện cái điện tử đấy, rất là chu đáo, phối hợp giữa hình tròn cũng như là hình vuông để làm sao cho chiếc xe nó căng xứng nhất có thể và thể hiện được cái nét, cái gen của cái dòng Jeep từ trước tới giờ. Đó là sơ lược về cái khoang nội thất. Đây, đó, vẫn có những cái hộc chứa đồ, mọi thứ rất là cứng, rất là cứng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ra phía sau nội thất xem nó có gì nha. Cái khoang hành khách thứ hai của cái dòng Jeep Wrangler này thì theo Duy ngồi, với Duy là một người cao khoảng 1m76 thì ngồi về cái chiều dài, chiều rộng phía trước, chiều dài phía trước thì khá là thoải mái đấy, còn chiều cao thì cũng rất là ok, rất là cao chứ không có đến nỗi mình phải đụng đầu. Nhưng mà cái phần ghế này theo Duy cảm nhận thì nó hơi đứng một tí, nó không quá nghiêng. Nếu mà đi xa thì, nếu mà so với những dòng luxury khác thì nó sẽ không thoải mái được cho lắm. Nhưng mà đối với Jeep mà một chiếc xe bạn có thể độ được thì khi bạn cần, Duy có thể hạ được cái phần ghế này thêm 3 đến 6 độ nữa, giúp cho bạn ngồi nó sẽ thoải mái hơn. Đây, cái này mình có thể khắc phục được. Đấy, phần Jeep thì phía sau nó sẽ được, phiên bản này nó vẫn được trang bị hai cái hốc gió cho hai người ngồi phía sau như thế này. Đây, hai hốc gió cho người ngồi phía sau, lên xuống kính thì nằm ở giữa. Trong cái phiên bản này thì nó, người ngồi phía sau hầu như rất là đơn giản, sẽ không có cái hệ thống sạc cũng như là không có những cái cổng điện cho người ngồi phía sau, không có hệ thống sạc cái điện thoại hay là cổng 230W 30V nằm ở phía sau như thế này. Và cái ghế giữa thì sẽ không có cái bệ tì tay luôn, nó là hoàn toàn là trơn. Hầu như là đối với phiên bản này thì nó cắt đi một số phần để giảm giá thành cũng như là tăng cái sự trải nghiệm cho khách hàng nhiều hơn, tăng cái sự độ cho khách hàng nhiều hơn đối với phiên bản này. Như Duy nói thì phía trên đây là hệ thống đèn chằng của xe, hệ thống lo thì nằm phía trên sườn như thế này, rất là chắc chắn. Đây, khá là đơn giản ở cái khoang nội thất phía sau. Nhưng mà Duy cũng sẽ giới thiệu một tí cho các bạn. Thì tuy là một chiếc xe rất là cổ điển nhưng mà nó vẫn trang bị những cái tính năng an toàn cần có nhất. Ví dụ như là khóa cửa trẻ em đây. Nếu bạn có trẻ em ngồi phía sau, bạn có thể dùng cái này khóa để khi mà trẻ phía đang ngồi phía trong thì sẽ không mở cửa được. Bên ngoài thì bạn mới mở cửa được, thì khi bạn xuống xe bạn có thể mở cửa cho bé. Đấy, bạn trang bị những cái hộc gió như thế này, nhìn rất là đơn giản. Đấy, thì Duy đã tổng lược sơ về phía ngoài cũng như là phía trong nội thất của cái dòng Jeep Wrangler phiên bản Willy này. Và đây chính là cái màu, là màu đen, màu lách đó. Đây là chiếc duy nhất hiện tại có trên toàn quốc luôn. Thì nếu mà tất cả anh chị và các bạn có nhu cầu về cái dòng xe Jeep Wrangler này, hay đang có những thắc mắc, câu hỏi nào, có thể đặt câu hỏi đó phía dưới cái video này cho Duy, hoặc là liên hệ trực tiếp cho Duy qua số hotline phía bên trên màn hình để Duy hỗ trợ cho mình. Hiện tại thì Duy đang công tác tại Jeep Auto, Jeep Việt Nam Automobile, và Duy hỗ trợ tất cả những khách hàng cũng như là phân phối Jeep trên toàn quốc luôn. Nên khi mà anh chị và các bạn cần thì Duy sẽ có mặt. Đấy, và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Duy. Hẹn tất cả mọi người ở những cái video lần sau.